Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái thủ thuật nhỏ để làm cho các bài post chia sẻ link của các bạn nó được đẹp hơn. Đó là khi các bạn chọn một cái link nào đó để các bạn chia sẻ thì bình thường chúng ta sẽ dán nó vào như thế này. Rồi sau đó chúng ta ghi nội dung chia sẻ. Nhưng mà vấn đề là sau khi mà cái hình ảnh đại diện và những cái đoạn chữ này được tạo ra thì nếu mà vẫn để link như thế này thì nhìn cái post chúng ta rất là rối. Bạn có thể khắc phục điều này một cách đơn giản, đó là bạn chỉ cần xóa link đi. Đó, thì như thế này, sau khi bạn xóa link thì cái đoạn nội dung nó vẫn còn tồn tại ở đây. Tức là người ta vẫn có thể nhấn vào đây xem được và bài post của bạn sẽ trở nên đẹp và gọn hơn rất là nhiều. Xin cảm ơn các bạn.